gọi một phần sashimi để ăn hết được cái yêu thích gỏi này được không? Có vấn đề gì không? Gil là tới khi nào Gil ăn xong cái này thì Gil phải di chuyển, cho nên là Gil sẽ không like nữa. Ngồi ăn một mình cô đơn nên like chứ một người mà. Wow, may quá là mình có đủ sức để ăn hết, hồi nãy còn sợ không ăn hết đâu. Mọi người ăn tối ngon nha. Xong rồi hình như có mấy bạn còn phải tiếp tục đi học nữa kìa. Ngày mai là yêu thế không ăn một ngày mai là không ăn một mình nữa, ngày mai có gia đình qua chơi rồi. Dư thuận tay trái. Cái này là tay phải của Gil. Mọi người coi live nó bị lật lại á hả? Này là tay phải nha. Một rồi bên trái nha. Ô, quay quay lại hết rồi. Dư vẫn còn bụng để ăn dessert. Chút xíu nữa Dư sẽ đi ăn after you. Hay để dành after you ngày mai ăn với nhà. Thái còn dessert gì ngon không Thái? Lát về ngủ live nữa nhé. Mỗi lần live buổi tối á, mọi người cứ hỏi tại sao giờ này chưa ngủ, thì mọi người bảo trễ rồi ngủ đi. Hay buổi tối bị áp lực á. Oh, dã man luôn. Hết nhá, mời nhá. おいしい。おいしいね。 Wow, béo vậy mà luôn. Mày quá. Hôm nay đi ăn một mình tưởng buồn rồi, nhưng mà ai ngờ được ăn ngon. Oishi. Deppa. Nhân vật chính của ngày hôm nay bé Nhung. Trứng Nhung. Gấp cục Nhung hoài. Thì
người ta cũng xịt cái vảy vàng lên mọi người thấy không? Tại sao cục nhum nó lại bé hơn những cục khác nhiều quá vậy? Mấy cục kia to quá mà. Cái này tên là Sushi Seki. Giờ đang ăn ở chi nhánh ở M Apartheid. Cái chấm đen trên nhum là gì? Hình như là caviar phải. Trứng cá. Sơ hở là liếm wasabi là sạch. Con chào cô Nhung hả? À con ơi, cái này là trứng Nhung. Còn đây là ghiêu lê, không ai tên Nhung này nha con. Wow, tuyệt vời luôn. Thực ra đi ăn mình mà gọi cái set này là kiểu cô tên Nhung này hả? Bạn nào tên Nhung người ly giao lưu với em đó nha. Mấy cái set này là kiểu đang được sò đẹp này, otoro nè, bụng cá ngừ nè, lườn cá ngừ nè, cá hồi nè, trứng nè, lương nè, tôm ngọt nè, cái phần thịt xương sống của cá ngừ nè, còn gì nữa ta, cái nhum nè. Wow, tính là gọi phần này là đoán một người bao nhiêu xiên. Set này kêu gọi thì có một ngàn bạc. Tại đang có promotion đó mọi người. Turn. Mọi người chờ cái khoảnh khắc cái cục nhum này được ăn quá vậy. Ăn cục này xong rồi kêu hết đồ ăn á. Tính ra tiếng Việt là khoảng tính luôn cả nước uống thì phát khoảng 750 sen. Are you ready? Wow.
Wow, ngon quá. Hôm nay muốn nhâm cực. Nhâm Phú Quốc nướng mỡ hành cũng ngon. Nhâm Nhật sashimi cũng ngon. Sao cái vị đó nó tan nhanh quá vậy? Cho nên gọi một phần nhâm không luôn mọi người. Ngoan không? Nhâm nấu cháo. Rồi nhâm nữa hả? Muốn trốn học đàn xem live thôi, đi học đàn đi. Đi. Đi học đàn mốt gặp kêu đàn như kêu nghe với. Excuse me. Can I have a menu please? And a spoon too. Không ngờ là mình ăn xong cái này mình còn order nữa. Thank you. Yeah, one is here. Yeah, yeah. Maybe just leave that. Can I have a spoon too? Yes. Menu ở đây kiểu phong phú dễ mang mọi người. Thôi nè. Bao nhiêu đây món này. Thank you. Đây là quyển thứ hai. Nãy vô thấy có một cái set nhum không? Nhưng mà nhiều quá mọi người ơi. Lớp em có một bạn giống Gil 99.99%. Hay đó là Gil luôn không? Hay là chúng ta học chung lớp với nhau mà mình không biết không? Chứ không thấy có phần nhân nào nhỏ nhỏ để gọi mọi người ơi. Wow. Cái menu này mà đi ăn đông người á. Như thích nhất là đi ăn những cái chỗ ngon mà đi đông á, đi với bạn bè, gia đình đông được đông á. Mình sẽ order được rất là nhiều món. Mình sẽ được ăn thử rất là nhiều món. Thì mình chỉ có thể order ginh can thôi. Xong đây dessert. À đây.
Because I love the way you hurt. Em đang quay video này kêu. Hồi nãy lúc cái dĩa đồ ăn còn đầy em có quay không? Can I have one Unigan can, please? Unigan can. Unigan can. This one. That's alright. Kêu đã quyết định chốt lại bữa ăn này bằng một cục gân can uni nữa. Sau đó là sẽ đi dạo. Để bụng tối ăn tiếp. Dự định đi ăn after you nhưng mà tôi để dành ngày mai. Ngày mai đi ăn với ba má. Phải đông người mới gọi được nhiều món ở dessert. Thỏ siêu vũ trụ như thấy em nha. Tôi đi dạo vừa live hả? Khó lắm, với lại bị run tay á. Xong rồi khó tương tác nói chuyện, mọi người cũng bị ồn á. Xin chào bạn, bạn giống người dẫn chương trình quá. Các người giống người á. Thank you. Sao như không thấy An? Thấy mà. Thấy An rồi nha. Yeah, con giảm đi. Ngày mai luôn. Ủa? No, next day. Kêu để dành mấy cái đó để kêu đưa ba mẹ, ba má đi. Tại thực ra thì kêu đi Thái cũng rất là nhiều rồi. Thực ra cũng không phải là đi để du lịch nữa. Ở đâu mình cũng đi từng tham quan qua rồi. Bây giờ là có dịp qua đây thì lại đi khám phá những cái quán ăn mà mình chưa bao giờ đi thôi. Thấy Trúc Nghi rồi nha. Hello. Ở bên Thái và bên Việt Nam bằng giờ nhau, giống nhau. 9:15. Ủa, sorry. 19:15, 7:15. Mia không có Mia đi cùng đâu, chỉ có ba má qua thôi. Mia với bớt ở nhà rồi. Em qua chưa xa quá hả? Em đang Bangkok hả? Thấy Trúc luôn rồi nha. Để Trúc thì còn ít video nữa. Thank you, cảm ơn các bạn.
một nhân vật chính khác lại xuất hiện. Yêu có thật không hả? Chắc không quá. Bé con em đang tập nói, coi live hỏi nó chú này đẹp không, nó kêu chẹp. Thế rồi bình vậy bình thường bé kêu, mỗi lần bé kêu chẹp là bé thích hay không thích em? Cho bé tập nói mà bé biểu cảm khó đoán quá vậy. Cảm ơn Mi. Ủa? Huyền U Mi hay là Huyền U Ni vậy? Áo ghi mua, đúng rồi, ghi mua mà. Chẹp là đẹp. Thiệt không? Mami của bé chưa có... Cái chân tôm thì nó còn lưu luyến yêu. Chú ăn cái phần u ni ở trên không được không mừng. Ăn cái này xong với ba mọi người nha. Tôi đi dạo đi chơi một mình nè. Khi nào đi về Việt Nam mới còn lâu lắm. Tối có live không? Tùy nha, nếu mà tối nay Ghi không ngủ được thì Ghi lại live. Mà tình hình là hôm qua không ngủ được cả đêm luôn. Kiểu lại chỗ á mọi người. Em u mê Ghiu, em đồn cho cả chỗ làm em biết hết luôn á. Ghiu cảm ơn, mà sao phải đi đồn dữ vậy? Mọi thứ như ngừng lại. Không có. Xong bữa ăn. Bạn nào mới vô đừng có nghĩ là Ghi ăn có cái cục này là Ghi xong bữa ăn nha. Nãy giờ Ghi ăn khoảng gần 10 cục rồi đó. Cảm ơn mọi người đã ngồi ăn tối cùng với Ghi nha. Bây giờ tới lúc phải đi chơi rồi. Ngồi ăn mực uống bia coi live nữa, chiêu dữ vậy. Cảm ơn mọi người. Bây giờ Ghi đi dạo một vòng. Có gì hay ho lại chụp gửi vào group ở IG của Ghi nhé.
tối nay nếu như mà ngủ không được thì Gil sẽ lại live. Excuse me. Hello. Mọi người kêu Gil live đi. Thank you. Like you, yeah, yeah. Nãy giờ có mua kính năm kia chưa chọn được quá. Nhiều mẫu đẹp dã man luôn. Mà như bình thường ít mẫu thì dễ lựa chứ nhiều mẫu quá cái mình bị rối á. Như cảm ơn Kim. Bye Kim. Cảm ơn Liễu, cảm ơn Trang. Hy vọng peace. Live phút đi chơi thôi, không vừa đi vừa live đâu. Vừa đi vừa live nguy hiểm. Té á. Lên xuống thang máy té đó. Với lại ồn lắm, mọi người không nghe tôi nói gì đâu. Bye bye, cảm ơn mọi người đang cố với Gil nha. Thank you. Mấy người này nãy giờ mà kêu tối view live đi là view nhớ nick hết rồi đó nha. Tối nay mà view live chứ không thấy mọi người là buồn á. Nhớ Lily nè, Bun nè, phải không? Bye nha, bye nha. Đi học, đi ăn tối đi nha. Khuya gặp nha.